bị bạn trai đánh mái nhận không ra, nhưng cô em của Kim Hyae ở thế giới hôn nhân vẫn đam mê lên xe bông. Hóa thân thành trợ thủ đắc lực Min Hyun Seo của bà cả Kim Hyae trong The War of the Merit thế giới hôn nhân, Sim Eun Hu đã khơi gợi sự thương cảm của khán giả với những đau thương, phản bội mà nhân vật của cô phải chịu. Thế nhưng điều khiến khán giả ngạc nhiên nhất là sau những trải nghiệm kinh hoàng mà Sim Eun Hu đã có được trong phim, cô nàng vẫn giữ một niềm tin đặc biệt dành cho tình yêu và mong muốn được kết hôn trong tương lai. Sim Eun Hu đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ vai diễn của mình trong thế giới hôn nhân. Trong buổi phỏng vấn với Han Guk Kyung Je, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về quá trình diễn xuất, cũng như cơ may được tham gia siêu phẩm The War of the Married trước khi thử vai cho thế giới hôn nhân. Tôi đã đi casting nhiều nơi và nhanh chóng rơi vào đường cùng nghèo khó. Sau đó tôi đã theo học một lớp dạy yoga, và thậm chí có được cả chứng chỉ giáo viên. Thế nhưng may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười với Sim Eun Hu tôi đã rất lo lắng khi biết rằng mình sẽ được đóng chung với tiền bối kim hyae thế nhưng sau khi thực hiện phân cảnh cô ấy cứu tôi khỏi người bạn trai bạo lực chúng tôi trở nên thân thiết hơn hẳn khi diễn xuất cùng với kim hyae mọi trải nghiệm đều vô cùng đặc biệt trong thế giới hôn nhân nhân vật của sim eun hu đã bị bạn trai bạo hành một cách kinh khủng dù hóa thân thành một nhân vật bị vướng vào một gã bạn trai tồi tệ vũ lực sim eun hu vẫn giữ một quan điểm rất tích cực về hôn nhân tôi chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ sống độc thân mãi mãi tôi chỉ nghĩ rằng mình nên thận trọng hơn với việc này tôi nghĩ rằng thế giới hôn nhân đã cho tôi cơ hội được chứng kiến chuyện kết hôn trên nhiều khía cạnh khác nhau nó còn giúp tôi hiểu được một gia đình hạnh phúc quan trọng như thế nào thế giới hôn nhân đã phát hành trọn bộ trên các trang phim trực tuyến nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất